Chuyên mục An ninh Đồng Nai kính chào quý vị và các đồng chí. Chương trình kỳ này của chúng tôi gồm có những nội dung chính sau đây. Hiệu quả công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã tại huyện Long Thành. Công an huyện Nhân Trạch trấn áp mạnh các đối tượng tụ tập đua xe trái phép. Như trước hết, mời quý vị và các đồng chí theo dõi phần tin hoạt động trong tuần của công an tỉnh. Chiều 24 tháng 3, Phòng Kỹ thuật Nghiệp vụ đã tổ chức trao quyết định về việc điều động cán bộ cho đồng chí Thiếu tá Huỳnh Thị Hoài Thu, cán bộ Phòng Kỹ thuật Nghiệp vụ, đến nhận công tác tại huyện Long Thành. Đây là nữ công an đầu tiên viết đơn tình nguyện về công tác tại xã của công an tỉnh. Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Giám đốc Công an tỉnh, Thượng tá Trần Anh Sơn, trưởng Phòng Kỹ thuật Nghiệp vụ, đã trao quyết định cho đồng chí Thiếu tá Huỳnh Thị Hoài Thu, sinh năm 1978, cán bộ Phòng Kỹ thuật Nghiệp vụ. Theo đó, đồng chí Thu sẽ đến nhận công tác và đảm nhiệm có thời hạn chức vụ Phó trưởng Công an xã Tân Hiệp, huyện Long Thành, kể từ ngày 23 tháng 3 năm 2020. Phát biểu tại buổi lễ, các đồng chí Trung tá Nông Thị Minh Huệ, Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an tỉnh và Thượng tá Trần Anh Sơn, trưởng Phòng Kỹ thuật Nghiệp vụ, đã đánh giá cao năng lực, tinh thần, trách nhiệm của đồng chí Thu trong những năm qua. Các đồng chí nhấn mạnh, đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn của đồng chí. Trên cương vị mới, đề nghị đồng chí nêu cao tinh thần trách nhiệm, luôn giữ vững tác phong của người chiến sĩ công an nhân dân, bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Cũng trong sáng ngày 24 tháng 3, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 Công an tỉnh đã tổ chức họp bàn triển khai các giải pháp, phương án ứng phó với dịch bệnh COVID-19. Đồng chí Đại tá Trần Thị Ngọc Thuận, Phó Giám đốc Công an tỉnh, trưởng Ban Chỉ đạo đã chủ trì cuộc họp. Tại cuộc họp, các thành viên đã thống nhất trình tự nội dung tình huống giả định và phương pháp phòng chống khi có dịch COVID-19 ở các cấp độ, nâng cao năng lực chỉ huy, phối hợp hiệp đồng, tổ chức chuẩn bị và thực hành phòng chống dịch COVID-19. Cuộc họp còn nhằm đánh giá khả năng các nguồn lực tiếp tục bổ sung hoàn chỉnh các phương án kế hoạch, quy trình phòng chống dịch COVID-19 để kịp thời xử lý tình huống khi có dịch xảy ra trên địa bàn. Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Đại tá Trần Thị Ngọc Thuận, trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 Công an tỉnh, đánh giá cao sự triển khai hiệu quả, sự phối hợp của đơn vị trong việc phòng chống dịch bệnh COVID-19, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục bám sát các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an để triển khai các biện pháp phòng dịch trong tình hình dịch diễn biến phức tạp như hiện nay. Thưa quý vị và các đồng chí, sau 4 tháng thực hiện đề án bố trí công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã, tình hình an ninh trật tự tại 14 trên 14 xã thị trấn của huyện Long Thành đã có nhiều chuyển biến tích cực, được cấp ủy chính quyền và nhân dân tin tưởng đánh giá cao. Thực hiện chủ trương của Bộ Công an về việc bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, đồng thời chủ động rà soát, xây dựng hoàn thiện đề án, bố trí sĩ quan, hạ sĩ quan công an nhân dân, đảm nhiệm các chức danh công an xã trên địa bàn tỉnh. Đến nay, Công an huyện Long Thành đã điều động 70 cán bộ công an chính quy về công tác tại 14 trên 14 xã thị trấn của huyện. Việc đưa công an chính quy đảm nhiệm các chức danh tại các xã nhằm chính quy hóa lực lượng công an xã là giải pháp quan trọng để lực lượng công an gần dân, bám cơ sở, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương, nhất là các địa bàn trọng điểm. Trong quá trình thực hiện thì chúng tôi phải xác định rằng là đưa xuống cơ sở thì là một trong những cái nhiệm vụ hết sức quan trọng. Phải chọn những cái đồng chí có trình độ, có năng lực, có trách nhiệm và những đồng chí phải thực sự yêu ngành yêu nghề để mà triển khai và thực hiện. Chúng tôi trên cơ sở đưa cái lực lượng công an chính quy về thì chúng tôi đã có một cái bước khảo sát, đó là xác định trên cái địa bàn nào cái tình hình phức tạp nó nổi lên ở lĩnh vực gì thì chúng tôi tăng cường cái lực lượng đấy nhiều hơn để làm sao các đồng chí khi tiếp cận xuống địa bàn thì các đồng chí nắm và các đồng chí giải quyết tốt cái tình hình công tác tại cơ sở.
Về nhận nhiệm vụ tại xã Phước Thái, một trong ba địa bàn trọng điểm phức tạp nhất về an ninh trật tự của huyện Long Thành, nhưng với kinh nghiệm nhiều năm công tác tại đội hình sự công an huyện, nên khi về công tác tại địa phương, đồng chí Trung tá Lưu Công Hiệu, trưởng công an xã Phước Thái đã nhanh chóng tiếp cận và bắt tay ngay vào công việc, chủ động nắm tình hình, quản lý tốt nhân hộ khẩu cư trú, tham mưu với cấp ủy chính quyền các chủ trương biện pháp công tác, bảo đảm an ninh trật tự cũng như làm tốt công tác dân vận, giải quyết kịp thời các vụ việc ngay tại cơ sở. Xây dựng kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, các vấn đề phức tạp nổi lên tại địa bàn, đặc biệt là tệ nạn ma túy. Do vậy, chỉ trong thời gian ngắn, công an xã đã triệt phá 6 vụ mua bán sử dụng trái phép chất ma túy, bắt 8 đối tượng, giải quyết nhiều vụ việc liên quan đến an ninh trật tự. Một số vấn đề còn tồn tại trong thời gian trước đây từng bước được giải quyết, từ đó mà người dân ngày càng yên tâm và tin tưởng hơn. Khi chúng tôi được ban giám đốc quân tỉnh điều động về đảm nhiệm chức danh công an xã, thì xác định là cái khó khăn mà chúng tôi xác định trong thời gian vừa qua đó là việc mình nắm địa bàn, nắm đối tượng thì có lúc có nơi thì chưa chắc, nên là cái thời gian tới thì chúng tôi chắc chắn là sẽ phải đi sâu vào cơ sở để nắm chắc địa bàn và nắm chắc đối tượng, từ đó để sẽ đề ra các cái biện pháp, các kế hoạch để về phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Xét về mặt tâm lý xã hội, sự có mặt của công an chính quy ở xã đã phần nào răn đe, ngăn ngừa các đối tượng phạm pháp ngay từ trong suy nghĩ và ngay tại cơ sở. Khi về xã, lực lượng công an chính quy nhanh chóng triển khai bám cơ sở, bám dân, tổ chức trực ban 24/24 giờ, tăng cường các hoạt động tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự, nhất là vào ban đêm, tại các khu vực trọng điểm. Vì vậy, nhiều đối tượng có ý đồ thực hiện hành vi vi phạm pháp luật do lo ngại bị phát hiện và xử lý, nên đã sớm từ bỏ ý định. Công tác quản lý các đối tượng tại cơ sở được đẩy mạnh và thực hiện bài bản có hiệu quả hơn. Tình hình an ninh trật tự tại các xã được bố trí công an chính quy, hầu hết đều có những chuyển biến tích cực, rõ nét. Tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật về trật tự an toàn xã hội giảm. Qua đó, góp phần ổn định tình hình ở cơ sở, phục vụ nhiệm vụ kinh tế xã hội ở địa phương và đem lại cuộc sống bình yên hơn cho nhân dân. Qua thời gian công an về, thì tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương có những cái chuyển biến rõ nét, các cái tội phạm, tệ nạn xã hội thì đã được phát hiện và xử lý rất là nghiêm ngặt. Tính đến nay, huyện Long Thành là địa phương đầu tiên hoàn thành đề án bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã. Qua đó, tạo điều kiện để công an xã chính quy có thể yên tâm công tác, góp phần xây dựng lực lượng công an xã ngày càng vững mạnh, đáp ứng được yêu cầu đảm bảo an ninh trật tự trong điều kiện hiện nay. Tuy nhiên, việc điều động công an chính quy về xã đã tác động đến một số đồng chí công an bán chuyên trách. Để đảm bảo tiến độ thực hiện đề án cũng như việc bố trí công an xã bán chuyên trách đến nhận công tác khác, công an huyện đã tham mưu cho huyện ủy, chỉ đạo các xã sắp xếp bố trí công tác mới cho lực lượng công an xã bán chuyên trách bị ảnh hưởng. Tôi làm công an xã An Phước thì được 12 năm, với 5 năm là làm phó công an xã. Theo đề án mới của Bộ Công an là điều động công an chính quy về xã đảm nhiệm chức vụ trưởng phó công an xã, thì tôi được phân xuống làm công an viên. Thì bản thân thì cũng chấp hành theo chủ trương của đường lối của trên và tiếp tục là tham gia vào lực lượng công an xã để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Những chuyển biến tích cực về an ninh trật tự ở địa bàn nông thôn cho thấy việc đưa công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã là chủ trương hết sức cần thiết và đúng đắn nhằm nâng cao toàn diện các mặt công tác, đảm bảo an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở. Lực lượng công an xã chính quy với bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ nghiệp vụ cơ bản, tận tụy trách nhiệm với công việc đã đáp ứng được những yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, thực sự là chỗ dựa tin cậy cho cấp ủy chính quyền và nhân dân địa phương. Thưa quý vị và các đồng chí, thời gian gần đây trên địa bàn huyện Nhân Trạch xuất hiện không ít nhóm đối tượng thanh thiếu niên lợi dụng đường trong khu công nghiệp và đường đang nâng cấp mở rộng, vắng người qua lại để điều khiển xe mô tô chạy bằng một bánh, phóng nhanh, nẹt bô, rú ga, đuổi nhau như diễn xiếc trên đường, gây bất bình trong nhân dân. Để ngăn chặn dứt điểm tình trạng trên, Công an huyện Nhân Trạch đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ nhằm ngăn chặn từ xa. Đây là số phương tiện bị Công an huyện Nhân Trạch phối hợp cùng Cảnh sát cơ động Bộ Công an bắt giữ do có hành vi tụ tập, nẹt bô, rú ga, điều khiển xe chạy bằng một bánh,
và đuổi nhau như diễn xiếc trên đường dẫn vào cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, đoạn thuộc ấp Bến Sắn, xã Phước Thiền, huyện Nhân Trạch, vào giữa tháng 3 năm 2020. Sau khi bắt giữ gần 50 đối tượng ngẫu hứng thực hiện các hành vi trên, cơ quan công an đã sàng lọc, tạm giữ hơn 30 đối tượng cùng phương tiện để điều tra, làm rõ và xử lý theo pháp luật. Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định các đối tượng trong độ tuổi từ 14 đến 25 thường trú ở nhiều tỉnh khác nhau, nhưng chủ yếu đến từ các miền Tây, hiện đang làm công nhân các khu công nghiệp thuộc huyện Nhân Trạch và Long Thành. Nhiều đối tượng không có chứng nhận đăng ký, không giấy phép lái xe. Trong đó có một học sinh lớp 9 đang được nghỉ học vì dịch bệnh COVID-19. Cũng vào đầu tháng 3, Công an huyện Nhân Trạch đã bắt giữ 26 đối tượng thực hiện các hành vi trên ngay trước cổng công ty F-Home, đường 25C của công nghiệp 2 của huyện Nhân Trạch. Trong số các xe mô tô bị tạm giữ từ hai vụ việc trên, nhiều xe đã được các đối tượng thay đổi kết cấu, chủ yếu là tay pô có âm thanh lớn nhằm khiêu khích, lôi kéo người xung quanh tham gia. Trong cái thời gian qua thì số cái người vi phạm trên địa bàn huyện tuổi đời cũng khá trẻ, nghề nghiệp đôi khi là không được ổn định, nên là một số đối tượng là có cái thay đổi cái hình dáng kích thước của xe rồi độ bô để mà có cái phương tiện để mà có cái hành vi tụ tập gây rối hoặc là có biểu hiện là đua xe trái phép. Thì chính vì vậy cho nên là đội cảnh sát giao thông trật tự cũng đã lên các cái phương án cũng như tham mưu cho ban lãnh đạo công an huyện là xây dựng các cái kế hoạch, rồi tham mưu cho ban lãnh đạo là chỉ đạo các cái đội cảnh sát hình sự, cảnh sát kinh tế ma túy để mà cũng như là công an các cái địa phương là rà soát lại trên địa bàn các cái điểm đỗ xe. Theo phản ánh của người dân, đoạn đường dẫn vào cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đang thi công rất rộng, vắng người qua lại, nên gần một tháng nay luôn có nhiều người đến thả diều và vui chơi vào mỗi buổi chiều. Một số nhóm thanh thiếu niên cũng tụ tập đến đây điều khiển xe mô tô thực hiện các hành vi trên. Không dừng lại ở đó, các đối tượng còn lôi kéo nhiều người cổ vũ và tham gia, đe dọa trực tiếp đến tính mạng của người khác khi tham gia giao thông qua đây, cũng như đối với chính bản thân các đối tượng. Diễn trong vòng tháng này thì nó diễn nó đua vậy à, chứ tôi đâu có dám nói về tụi nó đâu, vì nó làm như làm nó có ngành chức công an giải quyết thôi, chứ tụi nông dân làm gì dám đụng tới nó, nó kiếm chuyện mất công. Mình già lớn rồi, nó nhỏ, nó lại nó bao dây nó quýnh trời nào can nó. Đối tượng thực hiện hành vi trên đa số là công nhân lao động nghèo phải mua xe trả góp. Nhiều đối tượng phải đóng phạt lên đến gần chục triệu đồng. Nhưng Công an huyện Nhân Trạch vẫn kiên quyết xử lý nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung. Ngoài xử lý vi phạm hành chính, Công an huyện Nhân Trạch sẽ gửi thông báo về nơi cư trú, nơi làm việc, trường học của đối tượng để kiểm điểm, xử lý kỷ luật tiếp. Nhằm ngăn chặn những hành vi tương tự có thể xảy ra trên địa bàn huyện, cùng với công tác vận động nhân dân, nhất là chủ cơ sở sửa chữa xe mô tô, cam kết không tiếp tay cho các đối tượng thay đổi kết cấu xe, tham gia tố giác ngay khi các đối tượng nhen nhóm hoạt động. Công an huyện Nhân Trạch còn chủ động triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ nhằm trấn áp mạnh đối tượng có các hành vi trên, cũng như tổ chức đua xe và cổ vũ đua xe trái phép ngay từ đầu, không để hoạt động phức tạp. Trong cái thời gian tới thì tiếp tục là làm tốt cái công tác tuyên truyền. Một cái nữa thì thực hiện làm tốt cái công tác nghiệp vụ cơ bản cũng như cái phát động cái phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, để từ đó để mà nhờ vào dân, dựa vào dân cũng như cơ sở để mà có phát hiện từ cái buổi ban đầu để như các cái đối tượng cũng như là tụ tập hoặc có biểu hiện đua xe trái phép, để mình có cái lên các phương án cũng như là các cái kế hoạch để mình thực hiện bắt giữ ngay ban đầu, không để cho các cái đối tượng này là có cái thực hiện cái hành vi của mình. Thiết nghĩ, ngoài sự vào cuộc của lực lượng công an, về phía chính quyền địa phương, các gia đình, nhà trường, doanh nghiệp cũng phải đề cao trách nhiệm quản lý, giáo dục con em, học sinh, công nhân của mình, chấp hành tốt pháp luật. Đây cũng là hành động thiết thực, góp phần ngăn chặn việc tụ tập đông người, dễ lây lan dịch bệnh COVID-19, đang có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Chuyên mục An ninh Đồng Nai kỳ này của chúng tôi đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các đồng chí trong chuyên mục kỳ sau. Thân ái chào tạm biệt.